Ngày 11 tháng 4, công ty quản lý East Team Entertainment đã thông báo đến truyền thông về sự ra đi của nữ diễn viên, người mẫu Chung Che Yung. Được biết, nữ diễn viên được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng vào sáng ngày 11 tháng 4. Nguyên nhân tử vong của nghệ sĩ không được công bố. Đơn vị quản lý cho biết tang lễ của Chung jae Yung sẽ được tổ chức riêng tư. Esteem Entertainment cũng hy vọng công chúng không lan truyền tin đồn, suy đoán tiêu cực về việc nữ diễn viên qua đời. Theo Star News, việc Chung jae qua đời gây sốc cho đồng nghiệp trong showbiz Hàn Quốc và người hâm mộ. Vào ngày 10 tháng 4, cô còn chia sẻ khoảnh khắc thể hiện tâm trạng vui vẻ với dòng trạng thái hãy cười lên trên mạng xã hội. Chung jae đang ghi hình bộ phim Wedding Impossible và đoàn phim đã dừng ghi hình sau khi hay tin. Chung jae sinh năm 1996, là diễn viên kim người mẫu ở showbiz Hàn Quốc. Cô ra mắt giới giải trí vào năm 2016, tham gia show truyền hình tuyển chọn người mẫu. Hai năm sau, chung treo dung lớn sân sang diễn xuất, cô từng góp mặt trong tác phẩm Deep Zombie Detective.